Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ông Tính đẩy đọa dân tộc này tới khi nào. Chính sách chống dịch bằng bạo lực duy ý chí của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt chước theo kiểu Trung Quốc một cách mù quáng đã biến cả nước thành một trại tập trung khổng lồ, khiến muôn dân khốn đốn, toàn bộ nền kinh tế trở nên tê liệt, đã gây nên vô vàn bức xúc từ các trí thức Việt Nam và người dân cả nước từ Bắc đến Nam. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Phạm Minh Vũ đã phải thốt lên câu hỏi gay gắt với ông Phạm Minh Chính rằng ông Tính đẩy đọa dân tộc này tới khi nào? Hôm nay 236 người tử vong, ca nhiễm vẫn duy trì gần một vạn sau 4 tháng phong tỏa mức độ gắt gao nhất thế giới. Là vì sao như vậy hả ông Chính? Câu hỏi do nhà báo này đặt ra. Đây là hình ảnh Việt Nam phải đặt hàng mua quan tài giấy của Sri Lanka vì số tử vong tăng rất cao, tỷ lệ tử vong gần như cao nhất thế giới. Tới bây giờ thì các ông còn cố hơn thua với con virus và vẫn cố duy trì cách ly tập trung dân với thái độ xem họ như tội phạm, vẫn cố tình ngoáy mũi để tìm ra F0 khắp nơi. Sở dĩ số tử vong cao là vì các ông đem họ vào khu cách ly mặc kệ họ đói, mặc họ sống với điều kiện tồi tàn, gây tâm lý khủng hoảng và thiếu sự can thiệp y tế. Tại sao không nhận rõ vì tập trung F0 mới là nguyên nhân gây ra cái chết của gần 2 vạn người hả ông Chính? Tại sao không nhìn nhận thẳng vấn đề tập trung F1 mới là nguyên nhân chính cho sự bùng phát dịch bệnh mạnh nhất? Tới giờ vẫn chưa chịu thay đổi, chưa chịu nhìn thực tế về vấn đề thế nào ông Tính chống Covid hay chống người dân tới người cuối cùng đây. Một kẻ như ông Chính với trình độ tình báo thì nên phân tích ở Việt Nam có bao nhiêu kẻ địch leo cao luồn sâu vào bộ máy của nhà nước Việt Nam, chứ không hợp với việc chống dịch đâu ông Chính. Dịch chứ không phải là giặc mà đem nghị quyết mơ hồ, lý tưởng lãng mạn hay đấu tranh giai cấp ra để chống nó. Hãy nên trao cho người có chuyên môn để ra quyết sách để dạy cho ông rõ con Covid là thứ virus vô hình chứ không phải là nhân dân ông Chính ạ. Và ông Tính đầy đọa dân tộc này tới khi nào đây? Một người biết liêm sỉ, ông phải biết đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI, tận dụng công nhân giá rẻ mạt để nhảy vào đầu tư. Họ tới đây để vì lợi nhuận, khi môi trường không an toàn họ sẽ ra đi. Ông không cần phải dọa. Một quốc gia phát triển về khoa học, khi làm chủ được khoa học công nghệ sẽ chẳng ai cần FDI. Nhưng xét về thực lực Việt Nam là một quốc gia kém phát triển, Việt Nam lạc hậu và chậm phát triển vì coi trọng sự tồn vong của Đảng Cộng sản, mà bỏ qua thời phát triển quan trọng của học công nghệ, cộng thêm không chú trọng người tài. Và Đảng Cộng sản độc tài cai trị, xây dựng thiết chế, tra truyền, con nối đã lũng đoạn đất nước này ghê gớm. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo chống Covid-19. Trong khi họ chờ đợi một bước đi cụ thể về giải pháp chống dịch, đúng ra ông Chính phải biết điều đó mà sửa sai. Ông lên giọng đe với họ thì họ đi thật, ông Tính đem gần chục triệu lao động trong nước bỏ đi đâu ông Chính. Đẩy sang làm cu ly cho Hàn Quốc hay Nhật Bản như vậy có được hay không? Với thái độ hống hách ngạo mạn ấy, ông Chính cũng như chính phủ của mình đã gây ra thiệt hại kinh tế vô cùng to lớn. Vì ngạo mạn đã trực tiếp gây ra cái chết cho gần 2 vạn người dân và đồng bào trong nước. Đã thế, mấy ngày qua, một mặt đi xin vaccine của Âu và Mỹ, mặt khác lại mua liên tiếp vaccine của Tàu. Chính là tội đồ của đất nước đấy. Tôi hỏi ông Chính, phong tỏa đất nước tới bao giờ? Tính đè dân ra ngoáy mũi tới bao giờ? Tính cách ly dân trong trại tập trung tới bao giờ? Hay là cho tới không còn một người dân Việt Nam nào cả? Đảng ta thật vĩ đại. Trong khi các hàng nông sản của Việt Nam chết cứng ngay tại vườn, tại trang trại không thể xuất đi bán tới các thành phố lớn, rau đổ bỏ, tôm thì phải phơi, thì một ngày 400 xe của Trung Quốc cứ ồ ạt xuất hàng vào Việt Nam, cũng là hàng nông sản như đi vào trốn không người. Nông dân khóc ròng, không còn nước mắt, đảng ta lãnh đạo thật vĩ đại. Trong khi các thiết bị y tế được nhiều quốc gia tài trợ nằm trong phủ bụi của lớp hàng rào do Bộ Y tế đã không trả lời và phải trả về trở lại đất nước xuất phát, thì Việt Nam lại xuất tiền đi mua những thứ đó ở Trung Quốc với giá trên trời. Đảng ta lãnh đạo cũng thật vĩ đại. Trong khi vaccine của Mỹ, Anh được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt bán rẻ mà Việt Nam lại không mua,
lại đem tiền mua những thứ anh em xã hội chủ nghĩa hàng chục triệu liều với giá cao gấp đôi, gấp ba lần của Anh và Mỹ, nhưng chất lượng thì gần như zero, bằng không. Đảng ta lãnh đạo quá tài tình. Chưa kể vaccine tư bản lấy về không tiêm cho dân, lại tuồn vào chợ đen đem bán. Khi không bán hết thì lại hết hạn vứt bỏ, đảng ta cũng thật vĩ đại. Bắt học sinh đi học online, hoàn cảnh học sinh đa số là khó khăn, không có phương tiện. Đảng ta phát động kêu gọi dân đóng góp trừ thẳng vào lương giáo viên, công nhân viên chức. Đây là hình ảnh Việt Nam hiện nay đang áp dụng dạy và học trực tuyến. Giáo viên kêu quá trời vì công việc đó phải trích ngân sách mới đúng. Nhà nước thì kêu hết tiền, nhưng mạnh tay chi bạo cho công an 12 đồng. Còn giáo dục chỉ rót có 1 đồng. Đảng ta cũng thật vĩ đại. Có một điều vĩ đại không kém là suốt mấy tháng bắt dân ở trong nhà cấm đi ra đường. Ai ra đường là thẳng tay xử phạt. 8 ngày đầu phạt tới 14 tỷ đồng. Mà ngày nào cũng bắt dân ra chọt mũi, chỉ bọn buôn kit test là sướng rung đùi ngồi chơi và tài khoản cứ nhảy múa, con số tăng lên khủng khiếp. Trong khi đó tiền mua vaccine cũng không hiểu bằng mua kết thiết đồ xét nghiệm hay không. Đấy là sự vĩ đại, sự kết tinh của kho tàng trí thức của đảng ta. Ở thế giới văn minh, cách chống dịch của họ xem con người là trung tâm phục vụ. Họ bung luôn tiền ra để hỗ trợ người dân, chia đều cho mỗi người, cứu doanh nghiệp. Càng căng thẳng bao nhiêu thì nâng cấp cho y tế bấy nhiêu, cho F0, F1 tự ở nhà cách ly, vì thế đã ổn định rất sớm. Kinh tế thì vẫn hoạt động, vì dịch chóng đi qua, còn đảng vĩ đại ở xứ ta không những lừa dân tiền phát qua TV, còn xin đều ngược lại, nhốt tập trung, truy lùng F0 bằng thép thần tốc, nên mới tan hoang về kinh tế, cũng như dịch bùng phát mạnh, nhưng đảng ta xem đó lại là sự vĩ đại. Người ta chống dịch bằng khoa học, xây dựng hàng rào y tế mạnh nhất, xứ ta thì bằng lý luận, bằng thơ, bằng nhạc, bằng luận cương cách mạng, giải phóng giai cấp, vân vân. Thay y tế bằng công an ôm súng. Đấy là cái thiên tài, cái vĩ đại của đảng ta. Điều vĩ đại hơn là sáng họp dự tính dỡ bỏ hàng rào thì chiều xăng đã tăng cao nhất trong vòng 3 năm qua. Mặc cho cuộc sống người dân bi đát, hàng hóa sẽ tăng khi xăng tăng. Đó là sự vĩ đại của đảng. Rồi đây, thuế phí, ga điện, bốt sẽ tăng theo, đúng cái vĩ đại ấy. Và cái vĩ đại cuối cùng là 2 vạn người chết, gần 9 vạn doanh nghiệp đã tháo chạy, đóng cửa. Đảng ta không xem đó là thất bại, mà xem đó chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình vào hôm 24 tháng 9. Sau khi dịch vốn đã nghèo thì tiêu điều hơn, và một lớp tỷ phú mọc lên nhờ đại dịch. Chúng buôn vaccine, buôn bộ, xét nghiệm, buôn thẻ xanh, thẻ đỏ, vân vân. Chúng giàu lên trên xương máu của đồng loại. Cũng vì sự vĩ đại của đảng ta đã lãnh đạo tuyệt đối toàn diện, thật đạo đức, thật văn minh, thật vĩ đại và cũng thật khốn nạn. Với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đã nêu ra tâm sự tiếp như sau. Ông Trọng lướt vài dòng Facebook, nhìn hình ảnh mấy đứa bé bên di ảnh của mẹ mất vì virus Vũ Hán, ánh mắt hồn nhiên mà làm cho ta đau thấu tận tâm can. Không biết mai rồi tương lai các con sẽ ra sao, nhưng sự thiếu vắng tình thương cha mẹ sẽ là một tổn thất lớn lao. Không hiểu những kẻ cầm quyền nghĩ gì sau khi đi làm về, thấy con thấy cháu của mình, và các vị có từng nghĩ đến hàng ngàn những đứa trẻ bơ vơ mất cha mất mẹ như vậy hay không? Hay chỉ nói một chữ nhầm, coi đó là sự ăn năn khốn khiếp. Hôm qua, ông Trọng đã điện đàm với ông Tập Cận Bình để gửi lời cảm ơn về Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc chống dịch, cũng như giúp khôi phục kinh tế. Ông Trọng trong lúc ông gửi lời cảm ơn đến ông Tập, thì ông Tập điều máy bay sang Hoàng Sa vào Biển Đông để vần vũ và xâm phạm chủ quyền đất nước. Ta đấy ông Trọng ạ. Đây là hình ảnh máy bay tiêm kích J-15 của Trung Quốc chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay Liêu Ninh trong cuộc tập trận ở Biển Đông. Ông chưa một lần cảm ơn nhân dân Việt Nam đã kêu mang và nuôi nấng đảng của ông hơn 76 năm nay. Ông cũng chưa một lần cảm ơn nhân dân Việt Nam vì đã tận hiến tất cả của họ cho đảng của ông. Nhất là trong dịp đại dịch này, đảng của ông đã xử lý một cách duy ý chí, chống dịch cực đoan gây ra gần 2 vạn cái chết của đồng bào trong cả nước. Bao nhiêu trẻ mồ côi, bao mảnh đời tha hương viễn xứ vẫn không được về nhà. Ông chưa một lần cúi đầu xin lỗi.
Chưa một lần ông cảm thấy có lỗi vì đảng của ông gây ra tang tóc trên khắp quê hương này. Duy trì một chế độ cầm quyền vi hiến, không vì dân, dùng công cụ bạo lực để kéo dài sự cầm quyền tàn bạo để vơ vét, ôm tất cả tài sản từ máu, nước mắt và nỗi đau của đồng bào. Ông Trọng và đảng của ông có thật sự cảm thấy bình an hay không? Ai thì cũng sang bên thế giới bên kia, đâu mang đi được gì. Những cái chết của đám quan lại khi phát lên TV, Facebook thì chỉ thấy họ ra đi để lại sự hả hê trong nhân dân, cùng sự nguyền rủa với những tội ác của đồng chí đồng đảng của ông để lại. Thế vẫn chưa đủ thức tỉnh cho những kẻ còn lại hay sao? Kéo lùi lịch sử bằng những hành vi chính trị bẩn thỉu, cấu kết với ngoại bang để gây hại cho đất nước, làm chứng lại tiến trình phát triển của dân tộc, lịch sử từ xưa đến nay có mấy ai được người đời ca ngợi? Phải chăng là thêm một cái tên cho đời sau mỉa mai, họ khinh bỉ gọi đích danh là thằng bán nước? Hãy ăn năn và sám hối đi ông Trọng, xem lại mình sống mục đích là để được điều gì. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đã nêu ra quan điểm như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021 với bản tin Ông Tính đẩy đọa dân tộc này tới khi nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.